Anh em nào muốn làm giàu lên ngay còn cái nịt.me, hệ thống chẵn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Dâu, bà con sâu. Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với em Minz hàng nhái trong series bình luận PK lên server, và chúng ta vẫn gặp nhau ở chế độ Super Mode của server US. Vâng ạ, sau clip trước đánh bay xác thì tôi lại tiếp tục đến một clip khác nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến ngay sau đây thôi anh em nhá. Chế độ Super Mode, và đây là em Minz hàng nhái với Leader Match, Matching, Golden One Nit 795 con nít lại bị đánh sau, em hiểu kiểu gì đời bất công thế nhở. Bên kia là Hotaru à? Mây trò đèn thế, đèn thế các bạn, lại đánh sau, gặp ngay cùng bồ mẹ Mia với cả mây trò khắm lọ. Không cho quả silent thì thôi lại hết ngọ nguậy nhờ. Nó khó, cho quả silent thì tôi hết ngọ nguội thế nhà, áp lực thế nhỉ. Mia lại cần Hotaru đầu nó lại sợ đéo, nó bảo con bao ra tôi hút con bao luôn. Vừa nói xong bỏ con bao, tôi hút con bao luôn, tôi hút luôn mày à, hút cạn tiền luôn. Không được, chúng ta vẫn phải để cái làm sao để đối thủ áp lực nhỉ? Cái làm sao để đối thủ áp lực một tí này nha. Mất một nội tại. Hạn chế mất nội tại nào, hay nội tại đấy. Cứ hạn chế mất nội tại này, hay nội tại này. Mây trò đến đây. Được, mây trò sẽ thăm vào đây. Được, cứ tạm thời thì đã nhá. Ok, vẫn là chiến thuật, vẫn là một chiến thuật nho nhỏ đến từ em Minz, và liệu rằng chiến thuật này có hợp lý hay không, các bạn hãy cùng chờ đợi. Nên mình không nên đẩy vào mây trời. Sai lệch. Ôi dồi ôi, bị tun nó mới cay chứ ạ. Ôi, cái hay nhất là bị tun. Cái hay nhất là bị tun ở đây. Những người cùng khổ đây rồi. Giải lắm nhỉ. Giải được, tôi nghĩ là giải được. Hay quá em ơi, vẫn hợp lý quá. Trời ơi, mình nhà mày có tui. Lại lên nộ phát nữa nhỉ. Thảo ma Canada nhé. Thảo ma Canada thích nhỉ. Mình nhà mày có khiên. Mình nhà mày có khiên. Mình nhà chú có khiên đấy. Anh lại sợ chú quá. Mình nhà chú có khiên. Mình nhà chú có khiên. Này, quét nè, giải được, vẫn còn hàng để giải, không sợ anh em nhé, vẫn còn hàng để giải, chúng ta không sợ, vẫn còn hàng để giải, sợ gì, mà đã cần, thế nó sẽ là double nộ, đi vẽ rồi nhớ ra nó sẽ là double nộ, giải xong thì nó lại, rồi, hiểu. Đã hiểu, cú double nộ hay lắm em ạ. Cú double nộ này thì hay lắm em ạ. Double nộ này tự nhiên thì nó lại thành hay anh em ạ. Nào bây giờ thì lấy cái gì ra mà cưỡng. Cú double nộ nó lại là đi vào lòng người đến từ vị trí của Chiuru. À, cú double nộ đẹp. Đẹp bài, chuẩn bài luôn anh em. Đi cả cưỡng nữa các bạn, hết cửa cưỡng luôn cũng được rồi. Làm lét lét xít như thế rồi, hết cửa rồi. Giờ để Otaru lên chơi với các bạn cho vui thôi chứ còn các bạn giờ nó cửa nào nữa, đúng không? Xóa hiệu ứng đẹp đó đi đã. Giờ để Otaru lên chơi với các bạn cho vui. Còn cái cửa gì nữa các bạn, còn cái nịt thôi. Cái nịt mà thôi, đúng không? Các bạn chỉ còn đúng cái nịt mà thôi. Còn cái gì mà cưỡng nữa hả? Mát Nobita. Trời ơi, mà đợi Seiko với cả gì cả Chai ăn Doraemon mới cứu được. Ai cứu bạn nữa? Ai cứu được bạn nữa? Chả ai cứu được bạn nữa đâu. Chả ai cứu được bạn nữa đâu. Lại block, lại resit, sợ thật. Nam led hôm nay được ngày à? Đúng không nha? Nam led hôm nay hơi được ngày đấy. Này thì Mia với chúng tôi này. Chê. Này thì Misa với chúng tôi ở đây nào. Cái này phá bút cửa đằng sau đã. Nào. Chê. Này thì chê. Áp lực chưa xem. Rồi, ok. Chiến thắng đầu tiên dành cho em Minz và chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ hai. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ hai nha anh em nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ hai, Sparta Pumita. Chê à? Combo kia khó chịu nhờ các bạn nhờ. Combo kia khó chịu nhờ. À, lại để nhường combo Maxima cho mình à? À, bạn lại nhường combo này cho mình à? Thế mình xin. Thế thì mình phải xin thôi. Thì mình lại phải xin thôi. Cho mày tí giảm công đi các bạn. À, áp lực cái nhỏ mày đi xin làm bòm ấy là nghe cũng mệt đấy chứ. Áp lực đấy. Làm từ máu này nha. Làm từ máu nó chiến đi nha. Làm từ máu cho nó chiến xem thế nào. Này tính cho anh em nhá. Này nó chiến đã nha anh em nhé, xem nó như thế nào. Nhẽ nó phải dùng con Aku cái trước, à con Hinato cái trước nha anh em, thì con đấy là con choáng anh em, đúng không? Nó phải dùng con Hinato trước, đúng không? Đây này, đấy thì mất mẹ đi cái tool này. Có chịu. Chẳng được cái này. Còn điếm thì nó tún cái rồi, nó đã khó chịu rồi anh em. Khó chịu rồi. Nó còn tun 2 tơn như vậy. Mẹ đéo giải được thì thôi hỏng nhờ. Không chịu nhé, ai giải không? Cứ giải cho con thằng em đi rồi. Tưởng cũng né một tơ thì con kia đi chứ nhỉ? Phải né một tơn là con Maxima đây anh em nhỉ? Nhở, lẽ mình phải né một tơn là con Maxima thì nó hợp lý hơn đúng không anh em? Tự nhiên lại lôi mõm một Maxima đấy nghe chừng không ổn. À, may quá, cào từ lại một tí rồi, nó đã. Ồ, thế này Maxima cũng chết rồi. Nhờ, phải né một tơi. Bút hồn máu trong bao, bao bút cho con Maxima sống đi, đành phải thế thôi. Ôi ôi, không được. Ôi trời ấy. Chính độc này cũng làm nó tí. Giảm ra tính làm sao này. Cứu là thằng Maxima. Đó, để hồi sinh được thằng Maxima. Đây hợp lý rồi anh ạ. Quả này hợp lý rồi. Quả này hồi sinh được Maxima hợp lý quá này các bạn này. Đúng không? Nhà này hợp lý không? Quả hồi sinh được Maxima hợp lý quá. Đúng anh em, đấy hợp lý đúng không? Xem nó như thế nào. Đừng láo. là con đấy. Maximai cố sống nha mọi người. Không gặp từ phát nữa. Hồi sinh phát này để ngon này anh em, đúng không? Còn chưa chết thế lại hợp lý quá nhỉ. Còn chưa chết thế này thì hợp lý quá. Người anh em hợp lý quá. Chưa chết hợp lý quá. Trời ơi người anh em hợp lý quá. Yên tâm, anh cho mày về cắt bụi nào. Ôi trời ơi, khinh thường à. Nào làm sao rồi, combo chồng combo thì phải khóc dứt ngày các bạn. Đối nghe combo chồng combo khóc gần gì cũng phải bây giờ. Khóc đi em, khóc nữa đi em, khóc nữa đi em. Giờ thì ai cứu em được nữa. Lại thêm một sở Baban Permunia lại bay màu thôi. Maxima được hưởng ké khả năng hồi máu đến từ gì nhở, Hotaru vẫn đang rất tuyệt vời. Cao tư lại mất một khiên. Có chữ A, mày lại đánh em nào. Mày lại ăn quả nữa. Thêm nửa cái khiên nữa thì bây giờ còn gì ra để cưỡng. Mày vẫn cố à? Mày vẫn chảy được à? Chảy cối được à? Bao đéo là đéo lên được nộ nhỉ. Bao giảm nộ để tăng thủ với ra nha. Mày vẫn chảy cối nữa à? Mày bây giờ chảy này. Rồi ôi, cũng chết cả Maxima cơ. Tính đi cái đòn hồi sinh thì cho Maxima nha. Maxima không cần hồi sinh nữa các bạn. Ảo ma rồi. Bao vẫn rất nhẹ nhàng, tình cảm cho pha xử lý vừa rồi. Và đó đã, ui, giết 8 mạng rồi các bạn. Giết 8 mạng khá chất đấy. Trời ơi. Đó là chiến thắng dành cho Minz rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ 3 nào. Ui, mình có lẽ mình sẽ chơi 3 game đấu thôi. Clip này nếu mà chơi giống như game trước thì có lẽ nó khá dài, mình chỉ chơi 3 game thôi nhá. Anh em cùng chờ đợi xem nó sẽ đi đến đâu và như thế nào nha anh em nhá. Mình sẽ chơi 3 game thôi, hợp lý hơn. Tommy em lại 3 game đánh sau ạ. Ôi ôi, dốc Terry ạ, Kula vô sai ạ. Ai mẹ, nó cầm dốc cũng khó chịu nhờ. Nó cầm dốc với cả Kula khó chịu thôi mẹ. Ai, kèo khó chịu ạ. Nó không ảnh hưởng đến con Terry bây giờ. Nó không ảnh hưởng đến con Terry bây giờ. Câu hỏi muốn đời khó ạ. Làm nó không ảnh hưởng con tay lý bây giờ. Để Athena lên đầu được các bạn nhé. Tại sao Sokula tay lý hỏng rồi, khó chịu nhỉ. Mẹ tem nó đánh trước nhỉ, tem nó dốc với Kula. Mẹ combo tay lý tắt cửa mẹ luôn đấy chứ. Đó, nghe nói mẹ Cà Mau xa lắm rồi, đéo đi PS nào anh em ạ. Khó chịu nhờ, nếu nó mang Terry vào gặp dốc với Kula nghe chừng khó chịu thấy mẹ luôn. Tem nó đánh trước kìa. Vừa rồi may quá không bị đóng bằng ngày. Đỡ áp lực một tí nhờ. 上げていくぜ。レイシングロード。Áp lực đi được tí. Đỡ áp lực đi được tí. Đỡ áp lực đi được tí tí. Này vừa sai, nó sói được dốc đi ạ. Vừa sai không chói được dốc được. Đó nha. Cháu nào hay cháu đấy nhỉ? Đó, hy vọng chói được ai tốt người đấy thôi. Chói được ai tốt cho người đấy thôi nhỉ? Ôi ôi, đừng nói Bulan đi bụi nhớ. À đừng nói Athena đi bụi chứ. Ôi vẫn sống em ơi, vẫn sống được. Vẫn sống là được rồi, vẫn sống thì thằng anh vào giải cứu rồi. Vẫn sống thì thằng anh vào giải cứu mùa xuân rồi. Vẫn sống thì thằng anh vào giải cứu mùa xuân rồi. Thằng anh vào giải cứu mùa xuân rồi. Vẫn là được, thằng anh vào vẫn giải cứu mùa xuân được. Thằng anh vào cố mà giải cứu mùa xuân. Cứu mùa xuân nổi không nhỉ? Xuân này nó sẽ hơi xa nhỉ? Chống được. Hay quá, đóng bằng vừa xài. Mẹ. Nóng nhất đấy. 3 tiếng rồi. Đã tướng rồi nhỉ. Đã tướng hợp lý quá rồi. Đã tướng hợp lý quá rồi. Xích nó lại. Rồi. Xích nó lại. Ấm nò cuộc đời quá nhỉ. Xích được quả rồi. Ấm nò thật. Xích được quả rồi mà cảm giác nó ấm nò thế. Thề luôn, lại thắng rồi. Lại phải thắng rồi. Xích được quả này thì các bạn còn cơ hội gì nữa anh em. Hết luôn cơ hội luôn nha anh em. Xích được quả này đến. Thôi em bạn còn gì nữa đâu. Xích được quả này thì em bạn hết cửa rồi. Xích quả này thôi em bạn hết cửa rồi. Xích quả này thôi em bạn hết mẹ cửa luôn. Gỗ cho quả này vào mồm cho nó chắc anh em. Gỗ thế thì gỗ cho quả này vào mồm nên cho nó chắc. Gỗ cho quả này vào mồm nên cho nó chắc. Chắc cố. Xích. Ui giời ơi. Ôi giời, vừa đẹp vừa khít. Vâng, 3 game đấu đánh sau em Minz vẫn hoàn thành một cách gọi là trắng trợn. Tỷ số là 3-0. Thời gian nó cũng không cho phép nữa nên là có lẽ là mình sẽ dừng lại clip này ở 3 trận đấu đã. Mỗi thời gian thì chúng ta sẽ chơi nốt 3 game đấu còn lại nha anh em nhá. Đến đây thì nó đã quá tuyệt vời rồi. À, nghe quả xì xì khó mõm cày nhè. Nghe quả xì xì Athena có giải không nhỉ? Athena có giải không anh em nhỉ? Có giải không nhỉ? Không nhỉ? Trời, quá rồi. Còn nguyên nội tại anh em nhỉ? Còn nguyên nội tại. Terry còn nguyên, Athena còn nguyên, tôi sai thì hết. Giờ cũng phải quá rồi. Làm gì được đâu mà. Làm gì được nữa đâu mà. Đúng rồi nha. Làm gì được nữa đâu. Quýt đến từ Tommy N. Và chiến thắng cuối cùng dành cho em Minz rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong clip tiếp theo đi. Clip này nó cũng dài quá rồi. Chúc mừng anh em. Gì nhở, cũng gần cuối năm rồi, gần cuối năm dương lịch rồi. Ồ, mà tôi lại nghe là thông tin biến thể Covid các kiểu Omicron cái gì nó về Việt Nam đấy, anh em nên cẩn thận đâu, an toàn là trên hết. Ok, clip này mình cũng xin phép tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho em Minz cũng như là series bình luận PK lên server này nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.